chị hôm nay rất là may mắn luôn khi mà em ghé vườn đây, thì nhà vườn là đang tách những cái chậu vàng đỏ xưa nè các anh chị nè, đó những cái kỳ như thế này, và xem anh chị mình cùng theo em ha, để xem coi người ta tách chiết ra như thế nào ha. Mình chọn kỳ, mình chọn hướng, và khi là đã tách ra những cái kỳ như thế này thì xử lý ra làm sao. Đây nè, ở đây có một cây vàng đỏ xưa nè các anh chị nè. Chú, cái cây này mình nhìn mình sao mình để mình biết mình cái cây nào tách được chú ha? Thứ nhất là nó đứng đọt, thứ hai là nó bộ rễ nó khỏe, tách nó ra nó sẽ được 3-4 con ra một phát liền. Dạ. Ví dụ như cái hướng này thì mình tách làm sao? Mình lấy bên kia nào? Mình lấy cái kia này ra. Này, bộ rễ nó đẹp rồi nè. Dạ, đâu đâu tôi chú tách thử cho con coi với lại các anh chị mình cùng coi nha. Ở bên này thấy đang có mầm nữa nè. Thì cái dụng cụ tách gì mình có xử lý gì không chú? Có bộ dao thôi. Dao đó, kéo. Mình phải sử dụng cái dao hoặc là dao lam các anh chị ha, cái nào bén bén ha để mình tách cho ngọt ha. Và cũng phải rất là cẩn thận, nếu không là nó đi lìa 2 kỳ. 2 kỳ thì nhiều con. Đó. Rồi sau khi mình tách xong thì mình có xử lý gì nữa không ạ? Bô keo. Còn ngay chỗ cái vết cắt này thì sao? Bên này nó còn lên không vậy? Nó vẫn còn lên mất ngủ. Dạ. Rồi, còn với những cái kia này thì khi nào mà mình trồng vô chỗ mới được? Trồng liền cũng được, xử lý cho nó ra bộ rễ tốt, trồng liền cũng được. Dạ. Rồi mình trồng liền rồi mình bắt đầu mình tưới gì chú ha? Vẫn tưới bình thường. Ăn phân số 1 với B1 cho nó nhẹ, nó ra bộ rễ trước đi. Dạ. Vững cây, cứng cây. Rồi lưu lượng thì ở vườn mình là xài nhiêu ạ? Theo công thức của nhà phân phối, nhẹ hơn chút. Dạ. Đây là những cái kia vàng đỏ xưa nha các anh chị nha. Hiện tại thì vàng đỏ xưa thì trên giao dịch thị trường người ta đang giao dịch tầm khoảng 100.000 tới 120.000 một sen. Thì với một cái kia này thì cũng đã tầm khoảng tiền triệu rồi các anh chị ha. Đây là hàng chuẩn chớp ha. Nếu như anh chị nào có yêu thích những cái kia vàng đỏ như thế này, muốn mua sưu tầm những cái dòng chuẩn chớp thì mình có thể liên hệ về với Hoa Lan Di Phong, hoặc là để lại bình luận phía dưới video ha. Bên em sẽ chụp từng cây và báo giá cho các anh chị.